Em có cảm thấy thấy giống như anh không? Còn cái này nhìn mấy cái cây đi không? Cái cây này được 400 nghìn á. Cây cầm đi có bao nhiêu đâu? Cây cầm không cái không thì đang nói cái đi 400.000 mà tiền nào cũng lấy chứ đâu phải cái dăm cái cầm có thể so sánh được, do cái này có thể điều chỉnh lên xuống qua qua thì cao hơn. Em đang muốn một con xếp cổ xưa cổ xưa nghe tận xưa tao nghĩ tao là tao đúng em cứ tâm về việc sẽ bài học bài gì mí học bài trời mưa em đã cố gắng đi nhưng mà em chưa học được. Tụi ngày chỉ cố gắng thì ghê đó. Trời ơi, cố gắng cả ngày mà giờ vẫn chưa học. Giờ đêm. Mới khoanh được mấy câu quan trọng anh. Trời ơi, dễ sợ. Cả trăm câu quan trọng mới khoanh được mấy câu. Nghe có stress không chứ? Liệu em có cảm thấy thay giống như không? Đưa ta hát mà như bạn quyền. Hát mình hát có nhạc, mình cover có bạn quyền không? Có. Cái đầu mình có cái đầu mình. Có nhạc vô, còn đêm mình hát thôi, hát lời thôi. Cover là không đâu. Đọc người ta nghe nhá. Chưa một, về tổng quan đề tài nghiên cứu. Vì lý do về để chọn đề tài. Trong 10 năm trở lại đây thì kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển. Vì nhu cầu vay vốn thì đang được tăng cao và tỷ lệ người dân vay vốn. Loại hình vay tín chấp thì đang được tối thiểu được vậy. Các đoạn hoạt động. Mình làm thi mấy ngày đấy? Hả? Mình thi mấy ngày? Thi ngày đúng đấy. Đúng ngày, vậy xong rồi ra học nhóm thật là chính đúng không? Ừ, học nhóm rồi nhớ trước. Rồi đầu tiên. Tao thấy ghê ghê quá. Tao sợ dính mà dính để xong rồi biết ra đi. Ôi. Gì đó. Bài gì? Còn sao đó? Vĩnh miệt cụ, xin vĩnh miệt cụ. Ôi tao kìa mày đóng cửa lại. Tao nên quay xong rồi đéo đóng nó. Em ra lấy đồ. Mày lấy cái gì? Mày lấy bóng tay. Bóng tay đâu? Mày đang bóng bóng chân cho tao ấy. Công việc thì mình đi em đi làm chứ. Biết gì hết á. Liệu em có cảm thấy thấy sao? Trời ơi. Tao mà ăn tao mà chụp 4 kênh như là tháng 10 triệu của là làm xong là Tết nó ấm luôn đó mấy. Ông đó ăn đi làm bị cho ta hết. Cái gì? Ông đó thiếu người thuê chứ. Thiếu người thuê là nào? Thiếu người thuê ông 20 kênh mà mấy. Ừ. Ông lấy 10 kênh trước. Ông có một đứa ra làm nữa mà làm. Ông đứa ra kia làm tháng thôi. Cái gì? Lại kêu làm tháng thôi. Thì tháng sau thì đúng làm tháng gì nữa. Sau 10 kênh sau ông làm về đề tài khác thì ông làm ai biết. Còn cái này vẽ thì mình làm được. Mình làm khỏe thì làm. Ông đang thuê tính thuê thêm ai à? À thì cho nên tao mới bảo ví dụ mình được thì mình làm bên Việt thêm chơi game này không? Tao mình ngồi chơi game thì tao sẽ xàm xong được được ví dụ được 5 triệu thì tao chia cho mình 100 nghìn. Tao lấy 1 triệu. Con đi, con. Mình ngồi được chơi chung, mình được kéo tay hết. Mình có làm mẹ gì mà được 100 nghìn là mừng rồi. Hai tôi mệt cay luôn. Cái loại tại game đéo được bằng mình. Nghe ngứa đi chứ. À sao kêu ống mình làm cái cover thảm họa vậy? Nhục. Cứ biết mình là ai đâu mà nhục không biết. Có. Biết là. À lâu lâu sẽ nói. Xin chào các bạn, mình là Trần Thị Thu Thủy ở Thu Xuân Vĩnh. Nhà ở Thu Xuân Vĩnh là 52 A Thu Xuân Vĩnh Thả Thu Xuân Vĩnh Cả Đông Năng Đắc Lắc. Bây giờ mình xin có vừa bài nợ gì không? No game no life. Đấy. Từ nó đã chơi không? Ta-da-da-da, chắc đi như ai. Ủa cái máy này nhìn cũng ngon lắm đấy nè. Máy đeo nhìn ngon lắm đấy. Máy đeo này. Đấy, máy đeo đấy. Hả? Máy đeo đấy. Máy đeo. Máy đi làm. Em cũng đeo mà. Cái gì? Dạ. Em cũng đeo. Đeo 5 triệu xong bằng đeo 20 triệu đấy. Đeo đấy. Đeo đi. Đeo thôi. Đâu mới biết. Cuộc ánh một lâu tự tự nữa. Không. Cái này quý hơn. Cái này hơn nhiều. Cái này nhìn bự không? Biết sao sao được không? Biết sao được không? Bởi vì cái này để làm ít đồ quá, nó nặng. Cái nó phải bự. Để mình coi cái đeo gì thì để tôi lên trong trang YouTube coi. Chắc chắn là mắc tiền hơn những gì mình nghĩ. Như anh không, giờ em có cảm thấy thấy giống như anh không. Đó, thấy một học này hợp lý rồi đấy. Cứ như thế này.
Ê, tao thấy mình còn quyết tâm nữa mà. Gì đó. Mồm thì vừa quyết tâm mà bay qua đây đã. Nó đi rồi. Nó cái đi chạy cái chùm ấy, loát loát chạy bên đi cái chùm này. Thấy không? Bấm cho Facebook mà nó không ra. Đây, trời ơi. Trời ơi. Đỉnh cao đấy. Một thứ khá là đỉnh cao. Đấy, màu hồng. Quan trước bên kia là màu vàng đó. Giờ em có cảm thấy thấy sống hay không? Gì ba, thì máy đúng ngon luôn. Nếu em có cảm thấy thấy sống như anh không? Tôm vàng khẹt. Liệu nó có cảm thấy thấy giống anh không? Hôm nay lúc mà ủa mày đang xuất ra cà phê tao trên máy bên kia chứ mấy? Ôi, ông thì bà kêu lại xong. Bà ừ thì bà kêu mày lắm á. Hiền lắm nè, trời ơi. Bà kêu mà soi đây chắc tự sát luôn đó. Bữa em về đây mà tối nó đây. Xong em thấy em buông phun điện thoại em đang xuất ra gọi cho em mấy thiết bị khác lên. Gặp ai chứ gặp Kiều là ngồi bãi soi tới tận mạng luôn. Nhưng em có cảm thấy thân sâu. Kiểu gọi là thấy tính tò mò với tập mạch. Thế sao? Đừng coi, đừng có đánh đúng đó. Đừng coi, đừng có nói lại bằng kia đó. Nó là chị điên nè, ông muốn nghe đâu, ông đăng lên YouTube luôn thôi mà. Đăng YouTube là ông có đúng con lại. Điên nè, có bọn cái nó duyệt hết hiểu không? Hiểu chưa? Bọn kia sẽ có. Ông rap cho một bên là thằng bên cái từ làm hết. Từ thăm dò các kiểu hết. Bảo mẹ mẹ không biết bà kia là ai không? Tí nha mình nói xấu đâu đi thế vô biết. Mà có điều đâu nó làm tháng được mấy đồng không mà. Cô Điền. Cũng 4 triệu. Nhà thì cà đó, về nhà đó giúp nhà cà mẹ cho xong. Ông mày muốn cô làm đi làm có tiền. Trời ơi.